tưởng tượng những người quen của mình thôi. Đồng ý không? Và trách nhiệm của mình là làm cho họ hiểu. Trách nhiệm của mình là làm cho họ vui. Thì em sẽ biết em phải diễn tả thế nào. Có, anh phải ngồi từ đầu cuối chứ. Đúng rồi. Tức họ từ này là đầu lần đó. Một từ cũng phải thôi. Rồi, chia đấu thôi. Để máy bay chưa? À, không máy bay gì nữa. Ôi. Là em xin được phép dừng nha.